Hôm nay mình tiếp tục làm video quay để hướng dẫn cho những người mới chơi lan cái laser mà đang gặp cái trường hợp là cây mình trồng hoài nó không phát triển, hoặc là nó không có hoa, hoặc là mọi người không biết tách chiết hay hai chậu như thế nào. Thì trong video clip này mình sẽ hướng dẫn lại cho mọi người chi tiết từng cái, và mình sẽ nói đơn giản nhất để cho mọi người dễ làm và mọi người không có phải cảm giác thấy là nó khó khăn. Thì mọi người thấy để được những cái chậu lan cái laser vậy nè. Đây, mọi người quan sát, mình đang có một cái chậu lan cái laser, mình chăm quay lên đây cho mọi người xem. Mình không phải là người chăm giỏi, nhưng mà mình xuyên chăm cây, mặc dù là mình cũng đi đây đó thường xuyên rất nhiều, chứ không hẳn là mình ở nhà mình chăm cây nhiều. Nhưng mà khi mà mình ở nhà mình chăm cây thì mình rất là xuyên nha. Mình quan sát từng cây rất là tỉ mỉ, mặc dù là cây của mình cũng rất là nhiều, nhưng mà mình luôn luôn quan sát. Sau khi mà mình tưới cây xong, mình đều đi mình quan sát hết tất cả các cây để xem có những cây nào bị cái gì, mình phát hiện và mình xử lý liền. Và mình thấy cây mình nó bị yếu, bị thiếu vấn đề gì thì mình sẽ tìm tòi học hỏi, nghiên cứu và thay đổi cách trồng. Mình luôn luôn cái quan niệm là thay đổi cách trồng liên tục để giúp cho cái cây nó phù hợp và nó phát triển tốt nhất. Thì mọi người thấy một cái chậu mà mình nuôi lên rất là đều và nó lên mầm rất là tốt, và nó lên đều hết một lúc bốn mầm, và bốn mầm nó to đều bằng như nhau. Đó là mình đã chăm một cây lan thành công nha. Tại vì khi nó lên rất nhiều mầm, nhưng có mầm sẽ to, mầm nhỏ thì là nó không đủ dinh dưỡng. Còn khi mọi người cho nó đủ dinh dưỡng cần thiết, không quá dư, thì cây nó sẽ phát triển rất là cân đối đó. Thì hôm nay mình sẽ cho mọi người xem những cái cây mình chăm, xong rồi mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chăm. Đó, đây mọi người nhìn đây, khi mình lên chậu lớn nè, thì đây cũng là một cái chậu đang rất là nhiều mầm. Đó, đây là một cái chậu rất là nhiều mầm và rất là đều nha, phát triển rất là ổn định. Thì để chăm được như vậy là mọi người phải chịu khó quan sát và mọi người phải xuyên nha. Rồi thì đây là một cái chậu lan nó đang có nụ, mình trồng nó chỉ mình tách ra ba thân, mình trồng lên thân thứ tư thì nó bắt đầu có nụ hoa, mình trồng thân thứ năm nó cũng có nụ hoa còn dấu, và bây giờ thân thứ sáu nó lại tiếp tục có nụ hoa. Thì ba thân nó liên tục có nụ hoa thì cách nhau khoảng 3 tháng có hoa, 3 tháng có hoa, 3 tháng có hoa, là 9 tháng nay nó đều có hoa liên tục. Thì bình thường mọi người thấy ai mà trồng một cây lan cát như vậy á, mọi người sẽ cho là người ta trồng giỏi hay có nhiều kinh nghiệm. Thật ra là cái việc có hoa liên tục này không phải là do mình trồng giỏi, mà là do cái cây nó xuyên hoa thôi. Cái đó là sự thật, nó là như vậy. Không phải mình trồng giỏi mà là cái cây nó xuyên hoa, cho nên nó cho hoa liên tục, nhưng chưa chắc ba lần hoa nó đều đẹp giống nhau. Nó sẽ có lần đẹp, có lần xấu. Không bao giờ ba lần hoa đó đẹp giống nhau được, tại vì mình cho cây nó ra hoa liên tục. Thì vì khi cây nó ra hoa nó rất là mắc sức nha. Thì nó ra hoa liên tục như vậy nó sẽ mắc sức, và hoa lần trước đẹp thì hoa lần sau nếu mình không khéo nó sẽ không đẹp. Đó là chuyện bình thường khi mà mình trồng lan cái này ra. Đó. Còn khi mà mình chăm một cây như vậy, mọi người thấy nó vẫn ra hoa là do cái cây nó xuyên hoa thôi. Mình không kích phân, cũng không động gì tới cái sự kích thích hoa hết. Tự động nó có hoa. Thì mình chỉ bón phân 30-10-10 và 20 điều, và mình thay đổi xen kẽ nhau. Cứ hai lần kali thì một lần đạm,
cứ hai lần ra đi thì một lần đạm, cứ hai lần ra ly một lần đạm. Mọi người nhớ mình đang chăm sóc cây theo cái công thức này, hai lần ra ly một lần đạm. Tại sao mình nói vậy? Sẽ có rất là nhiều người mới không có hiểu hai lần ra ly một lần đạm là như thế nào. Thì hai lần ra ly có nghĩa là mình bổ sung cho cây 20-20 điều, thì gọi là cân bằng phân, thì cây nó sẽ hấp thụ kali nhiều hơn là đạm với lân, tại vì nó cân bằng nhau. Thì khi mà mình tưới cái công thức cân bằng á, là mình cho cây nó về cái sự hồi phục, nó làm cho cái cây nó lấy lại cái mức cân bằng sau khi có hoa hoặc sau khi nó phát triển mầm chồi gì đó. Thì mình nôm na là mình hiểu như vậy. Thì khi mà mình tưới hai lần kali có nghĩa là mình tưới hai lần 20 điều, có nghĩa là 20 điều mình tưới hai lần, sau đó mình lại xen kẽ một lần đạm, có nghĩa là mình tăng đạm lên, thì mình sẽ tưới 30-10-10, có nghĩa là mình giảm kali và lân lại, mình tăng đạm lên để chi, để cho cây nó mập chút, cây nó mập chút, lá nó dày chút, màu sắc, sắc tố cây, sắc tố hoa nó tăng xíu. Tại có đạm vô thì cây nó sẽ đầy đủ chắc hơn. Nó tăng thêm cái này, nó tăng thêm cái kia, mọi thứ một chút. Còn nếu mình tưới kali liên tục thì cây nó sẽ bị chai nha. Mọi người nên nhớ nha, mình tưới 20-20 điều á, có nghĩa là cân bằng cái công thức phân NPK, thì cái cây nó sẽ bị chai lì, và nó sẽ cứ đều đều như vậy, nó không có cái sự vượt trội, nó cứ đều đều như vậy, thì nó làm cho cái cây mình cũng không có hài lòng lắm. Cho nên là mọi người cứ xen kẽ nhau 20 điều hai lần và 30-10 một lần. Cái đó là cách mà mình tưới phân mình đang áp dụng, thì mình cũng nói lên để cho mọi người có thể thử nghiệm theo với cái điều kiện vườn lan của mọi người. Nếu mọi người thấy ổn thì mọi người vẫn tiếp tục tưới theo kiểu cách đó. Rồi bây giờ với một cái chậu lan, nhưng mà những người mới người ta trồng hoài nó không có hoa, và càng ngày cái lan nó càng nhỏ lại. Ví dụ nha, mình ví dụ khi mình mua về cái lá nó to như vậy, đây là một cây lan nó có dấu hiệu đi xuống, cái lá nó to như vậy, thì mình trồng riết sao càng ngày cái lá nó càng nhỏ ta, mình trồng riết càng ngày cái lá nó càng nhỏ nè. Cái mình không biết tại sao hết, mình cũng tưới phân, mình cũng đủ thứ, nhưng lá lan càng ngày nó vẫn càng nhỏ. Thì bây giờ mình làm cái gì? Có một cách duy nhất thôi mọi người, là mọi người nên tách nó ra và mọi người trồng lại từ đầu, giống như mình bắt đầu lại từ đầu vậy đó, thì cái cây nó mới phát triển được đó. Mình bắt buộc mình phải tách nó ra thôi. Thì đối với một cái cây lan như vậy, mọi người nên tách nó ra ngay nha, mọi người không có nên mà để như vậy hoài chăm sóc nữa. Tại vì thứ nhất là giá hễ nó sẽ cũ rồi nè, cây lan nó có dấu hiệu xuống sức là do cái giá hễ nó cũ rồi, rễ nó không phát triển. Khi bộ rễ không phát triển thì cái nguồn ăn chính của nó sẽ bị giảm sút, nó sẽ chỉ hấp thụ qua lá thôi, thì tất nhiên nó còn có 50% mà nó giảm sút, nó phải đủ 100% thì cây nó mới phát. Thì bây giờ mọi người thấy những cái cây mà có tình trạng như vậy, hoặc là nó nhảy nhiều con, quá nhiều con mà nó còn là nhỏ không, nó không có phát cái cây bự lên như cái size bình thường nữa, đó là dấu hiệu mọi người nên phải tách nha. Cái đó là mình phải tách thôi. Xong rồi giờ mọi người tách, mọi người tách đi. Thì bây giờ mình sẽ tách cái cây này ra. Đó, mình tách cây này ra, nhưng mà cái phần đuôi á, nếu mà cây quý á, cây mà mọi người mua đắt tiền á, cây đẹp á, thì mọi người nên giữ cái phần đuôi lại trong này. Đó, mình tách cái hoạt đầu rồi, nhưng mà mình giữ lại cái phần đuôi ở đây nha. Mình giữ lại phần đuôi ở đây để mình kêu bằng vét á, vét giống mình mót thêm là mình chờ cho cái phần đuôi đó nó sẽ nhảy mầm mới lên, rồi mình lại bắt đầu nuôi em bé, có nghĩa là mình lại nuôi những cây nhỏ nhỏ, do là nó là những cái giống đẹp, mình tiếc mình không muốn bỏ, mình phải trồng tiếp. Còn đây là cái hướng đầu mà mình đã cắt ra, thì sau khi mọi người cắt ra thì mọi người sẽ bôi keo ở chỗ vết cắt cho nó, xong là mọi người bắt đầu trồng lại thôi. Nó rất là đơn giản, tại vì mọi người không làm thôi, chứ còn mọi người làm thì mọi người sẽ thấy nó rất là đơn giản, nó không có hề khó khăn gì ở cái vấn đề này hết á. Cứ một cái cây mà nó bị cái gì á, là mọi người cứ việc trồng lại thôi là xong nha. Đó.
Thì khi mọi người cắt xong, mọi người bôi keo á, thì mọi người sẽ chờ cho keo nó khô xong là mọi người có thể trồng lại ngay luôn, không có cần phải chờ đợi gì hết. Thì đây là một cái hướng nhỏ thôi, cho nên là mình sẽ lấy một cái chậu nhỏ thôi. Rồi bây giờ mình trồng hang nha, mình trồng hang, nhưng mà mọi người có muốn độn hiên xốp thì độn, còn không độn xốp thì thôi, mọi người cứ cho hang vô đó, cho hang vô. Ở đây hang mình có trộn với lại một ít vỏ hông mình còn lại á, rồi mình cho nó được khoảng 50% đi, rồi mọi người đưa cái cây vô, mọi người trồng lại. Cứ mọi người chịu khó mà cây mà mình thấy nó xuống sức mình trồng lại, xuống sức mình trồng lại là lúc nào nó cũng đẹp hết á. Tại vì trồng lại thì cây nó phát lại nó mới đẹp được, chứ còn mình để hoài một cái chậu mà nó như vậy là nó sẽ không có phát triển, mà nó cứ lì hoài vậy, dù cho mọi người tưới phân cách mấy nó cũng không phát triển luôn. Mình cứ cột y như là bình thường mà mình hay hướng dẫn chỉ cho mọi người trồng, mọi người cứ cột như vậy thôi, rồi cho thêm giá thể vô là xong. Cái việc mà trồng lan á là nó rất là đơn giản nha, mà mọi người ai nói mà trồng lan mà khó là mình cảm thấy nó không đúng, tại nó rất là dễ. Còn cái việc mà mọi người chăm nó phát triển tốt hay không thì cái đó mới gọi là khó, chứ còn cái vấn đề mà trồng lan này á là mình thấy rất là dễ luôn. Rồi à, mọi người thấy đơn giản không, mình cột như vậy là nó cứng rồi. Mọi người nhớ trồng cái gốc cho nó nổi lên nha, đừng có chôn gốc, lắp gốc đó nha. Đó, mọi người xong mọi người có thể chỉnh được luôn. Đây, và bây giờ mình sẽ cho thêm cái giá thể hang nhỏ hơn ở trên cái mặt trên. Đó, mọi người cho thêm cái giá thể hang ở trên cái mặt trên, trộn với vỏ hông cũng được, hay là hang hông cũng được. Rồi một chút nữa mình sẽ nói tới cái vấn đề là mọi người phải tưới như thế nào nữa. Tại vì mình trồng với cái giá thể mà nó như vậy á, là mọi người phải tưới như thế nào nó mới được nha. Đó, mọi người cứ nhìn mình trồng đi, nó dễ lắm, đơn giản lắm, không có khó khăn gì hết á. Cái lan vậy đó, thấy mọi người thấy nó khô queo vậy đó. Xong rồi mình trồng xong mình tưới thì bắt đầu nó có độ ẩm thì cây nó ra rễ thôi, nó phát triển nó ra rễ thôi, rất là dễ dàng. Rồi sau khi mà mọi người trồng cây lan như vậy xong, mọi người sẽ thường là mọi người sẽ ghi tên, mọi người ghi tên bằng gì thì có thể là bằng thẻ hoặc là ghi trực tiếp lên chậu hay là như thế nào đó. Thì mình cũng lung tung hết nè, một có khi mình quên cái mình lại ghi lên thẻ, có khi mình ghi lên chậu, có khi mình ghi lên lá. Nói chung là mình chơi mà, cho nên là lúc nào hứng cái gì mình làm cái đó. Nhưng mà thật đúng ra là mọi người muốn mà cho nó đẹp á là mọi người phải ghi lên cái thẻ này nè. Đó, mọi người phải ghi lên cái thẻ, mà dùng viết chì là phải là viết chì 6B nha. Muốn mà viết cho cái chữ đẹp là phải dùng viết chì 6B đây, mọi người thấy không? Đó, đây, viết chì 6B. Đó, mọi người dùng viết chì 6B, mọi người ghi. Thì tại mình không có cái bàn, mình để trên cái hùng, cho nên ghi nó sẽ hơi khó. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng mình ghi cho mọi người xem. Đó, bây giờ mình sẽ ghi cho mọi người xem nè. Mọi người chịu khó xíu nha. Thì cây này là cây 074. 074 thì nó lai từ cái dòng gì? 074 là nó lai từ cây mẹ là cây Trung Di nha. Trung Di số 1 thì mình sẽ ghi là BLC. Mình chấm xong mình mới ghi Trung Di. Số 1 là hăng 1. Rồi thì nó lai với cây, nó lấy phấn của cây Tướng Quân là Tainan City, thì mình sẽ ghi là LC. Tướng Quân là dòng LC thôi nha. Mình ghi là Tainan City. Do là ở cái địa hình này mình ghi cái chữ nó không có được đẹp,
thì mọi người thông cảm nha, chứ còn mình để trên bàn á, mọi người sẽ chắc tay hơn, mọi người rất là đẹp. Và với mỗi người mà có cái hoa tai viết chữ đẹp á, là mọi người thấy nó đẹp lắm. Rồi mình ghi lại cái mã số của nó là 074. Mọi người thích ghi thêm ngày thì ghi ngày ở đây, ngày mình trồng cái cây này lại, hoặc là mình ghi bên này cũng được, nó hai mặt mà. Thì đó, đây mọi người ghi như vậy. Mình bảo đảm với mọi người luôn á, là khi mà mọi người ghi như vậy rồi á, mọi người treo 10 năm nữa nó chưa bay màu. Cái thẻ này nha, thẻ này là thẻ Taiwan, Đài Loan nha. Thì cái chất liệu nó là PVC hay là cái gì mình không biết, nói chung cái chất liệu nó là nhựa nhưng mà không biết là nhựa gì. Nhưng mà ở đây có những cái chậu mà mình đã trên 10 năm rồi, là cái thẻ nó hầu như là nó bị đóng riêu, nó hơi xanh xanh cũ cũ thôi, chứ còn cái độ giò dẻo của nó vẫn rất là tốt, nó không hề giòn, không hề gãy nha. Nếu mà mọi người xài lâu năm, mọi người nên mua cái này đó. Rồi sau khi mà mình ghi xong rồi thì mọi người gắn vô lên trên cái móc chỗ này, mình vừa gắn xong đây. À, gắn lên như vậy thì đó, nó có tên dòng lai, có mã số đó. Xong mình làm chỉnh chu thì nó là như thế này là nó mới được nha. Đó thì gọi là chỉnh chu thì là như vậy, là xong một cây lan. Thì sau khi trồng xong như vậy, mọi người đem đi tưới nước lại thiệt là đẫm, thiệt là ướt, xong mọi người treo lên cái vị trí nào nó mát nhẹ, để khi cây bắt đầu ra rễ mạnh mọi người mới đưa dời nó ra ngoài nơi cái chỗ mà ánh sáng đầy đủ. Đó là xong cái phần cái cây tách chiết này mình trồng lại nha. Rồi bây giờ thì tới cái phần là hai chậu. Thì để mọi người biết được là cái cây như thế nào là có thể hai chậu, thì mình cũng sẽ nói luôn cho những cái người mới chơi lan cái này ra để ý nha. Nó cũng hơi quan trọng đó, chứ không phải là không quan trọng đâu. Tại vì có rất là nhiều người cũng thường nhắn tin mình hỏi là chậu của anh bây giờ nó đang như vậy có hai được không, hay chậu của chị bây giờ nó thô quá, nó nhiều quá, chị có nên hai chậu hay là tách ra. Thì cái việc hai chậu hay tách ra là tùy mỗi người thôi, nhưng mà theo mình nếu mà nó nhiều hân quá, nó lùm xùm quá, mọi người nên tách ra lại để khi mà mình nuôi nó lên lại như vậy nè. Đó, nó vừa vừa như vậy nè, là nó trong cái giai đoạn đẹp thì nó lên tầm 5 hân nữa nó vẫn đẹp. Thì mình chơi từ chỗ này cho tới nó thêm 5 hân nữa nó vẫn đẹp. Thì bắt đầu nó quá nhiều, hơn 20 hân trở lên thì mình bắt đầu phải tách. Đó, còn cái vấn đề hai chậu thì cây như thế nào mọi người mới hai chậu được, thì mọi người chú ý nha. Chú ý cái gì? Chú ý cái mầm á. Không phải là mình chú ý cái cây mà là mình chú ý cái mầm. Cái mầm như thế nào thì mình thay, và cái mầm như thế nào là mình dừng không thay. Thì bữa nay mình sẽ nói cho mọi người biết nha. Đó, ở đây nó đang có 3 kiểu. Ở đây mình có 3 chậu, nó đang 3 kiểu. Thì bây giờ cái chậu này mình đang cầm trên tay. Đây mọi người nhìn nha. Cái chậu này nè. Cái chậu này nó đang có mầm đúng không? Nó đang có mầm khoảng 2 phân, 3 phân thôi, nó đang có mầm. Còn cái chậu này cái mầm nó được khoảng 1 gang nè, nhưng chưa mở lá. Đó, nó được 1 gang chưa mở lá. Còn ở đây là thân tơ nó vừa già, nó chưa lên mầm mới. Đây thân tơ đây. Để mình chỉ mọi người nhìn cho nó rõ nha. Thì đây là thân tơ nè. Cái vỏ lụa nó còn chưa có vàng nữa, nhưng mà nó đang ra rễ nè. Đó, đang ra rễ nè, trắng nè. Nó chưa lên mầm, nó chỉ mới mở lá cứng cáp, có nghĩa là anh này rảnh là chưa ra mầm, còn anh này thì mầm chưa mở lá, còn đây là mầm mới 2 phân, mới nhú mầm. Thì anh nào hai chậu được? Thật ra nếu mà cố chấp làm thì cái nào mình cũng hai được hết, tại vì một khi mình đã muốn hai, mình cố chấp làm thì cái nào cũng hai được hết. Nhưng mà để mà hai cho nó đúng á, thì là anh này hai được nè, anh chưa lên mầm, anh đã mở lá cứng cáp và chưa lên mầm. Hai là ưu tiên hợp lý hàng đầu, là hai chậu là đẹp nhất, tốt nhất. Còn anh này ảnh lên mầm thì có hai được hay không? Anh này ảnh lên mầm 2 phân rồi cũng vẫn hai được nha. Anh này hai được thì anh này chỉ ưu tiên nhì thôi. Thì nếu anh này hai mà ưu tiên nhất á, thì anh này là mình ưu tiên nhì,
là hai chậu được, cũng không ảnh hưởng gì tới cây. Rồi mình bỏ qua bên. Bây giờ tới cái anh cuối cùng là anh không hai được, có nghĩa là anh này ảnh chưa mở lá, ảnh đang dồn sức ảnh nuôi cái mầm này cho lớn lên đó, ảnh nuôi cái mầm này cho lớn lên để ảnh đủ lực nuôi cái mầm này. Là mọi người không nên đụng vào ảnh, mọi người không nên thay trong cái giai đoạn này nha. Cái giai đoạn này là cái cây mẹ nó đang nuôi hunter, tại vì giai đoạn này là hunter nó sẽ không có rễ mà nó cũng không có lá, là nó không có hấp thụ được dinh dưỡng nhiều. Đây nè, cái thân này nè, lá nó chưa có, rễ nó chưa có, nó không hấp thụ được, nó bắt buộc nó nuôi từ những thân sau này nuôi lên. Thì anh này là tuyệt đối mình không nên thay, nó không hợp lý nha. Cố chấp thì mọi người vẫn thay được, nhưng mà mình không nên thay như vậy nha. Đó thì mình nói rõ cho mọi người biết như vậy, không nên thay như vậy. Rồi thì cái cây này là mọi người phải giữ nguyên, không nên thay. Còn mấy anh này thì mình thay rễ ru bình thường, không vấn đề gì hết. Thì ở đây một cái cây như vậy mọi người có thể thay chậu rất là dễ. Mọi người gỡ bỏ chậu cũ đó, mình lấy móc ra, lấy móc ra mình gỡ bỏ cái chậu cũ đi ha. Sau đó mình sẽ nhổ cây lên. Trước khi nhổ mọi người bóp chậu nha, bóp cho cái rễ nó bung ra, nó bám vô thành chậu nó bung ra. Thì mọi người bóp xong là nó đã bung ra hết rồi. Thì lúc này mọi người nắm gốc, nắm hai thân ba thân một lúc, mọi người bắt đầu nhóm cây lên, nhóm từ từ thôi đó. Thì để chi, để cho nó giữ lại cái rễ nè, mọi người thấy nè. Bây giờ mình cho mọi người xem đó, nó giữ lại cái rễ không bị gì hết, thấy không? Thì chậu nhựa nó thay chậu rất là sướng là như vậy. Mặc dù là trồng nó không đẹp bằng chậu gỗ, nó không đẹp bằng chậu sành, nhưng mà khi mà mình thay chậu á, mình đưa cái cây lên, mình lấy cây lên rất là dễ luôn đó. Rễ nè không hề hư, nó còn nguyên rễ luôn, thấy không? Rễ tơ, rễ mới ra quá trời. Thì có nhiều người nói cây đang ra rễ giờ mình có thay được hay không. Cây đang ra rễ thay rất là tốt đó. Rồi thì như vậy là mình lấy cây lên, cái rễ nó không bị hư. Sau đó mọi người cũng chú ý một chút là những cái rễ nào hư á, mọi người phát hiện những cái rễ nào hư á là mọi người nên cắt tỉa bỏ đi. Những cái rễ hư là mình rất là dễ biết nha, nó sẽ bị khô hoặc bị nũng hoặc bị mềm đó, mình rất là dễ biết. Thì bây giờ mình sẽ thay. Rồi thay thì nó đơn giản lắm, mình dùng một cái chậu mới nha. Đó, mình dùng một cái chậu mới như vậy thì mình đặt cái cây vô, mình đặt cái cây vô, mình thấy nó hấp quá nè, mình đặt cái cây vô mà mình thấy giữa thành chậu và gốc cây nó hấp quá, mình làm như vậy mình bỏ giá hễ vô sẽ lấp gốc. Thì mình lấy cây ra, mình sẽ cho giá hễ xuống ở dưới cái phần đáy chậu nha. Mình cho than to một chút, mình lựa những cái to hơn mình cho xuống đáy chậu. Rồi mình đặt lại cái cây vô đó, mình đặt lại cây vô. Nhớ là mọi người đưa cái phần này vô trong, đưa phần này vô trong, và mọi người đưa cái hướng tơ đi ra ngoài như vậy đó. Và đây mọi người thấy không, cái hướng này là hướng tơ nè, hướng này hướng tơ đó, hướng tơ nè. Mình sẽ đưa ra ngoài cái khoảng trống lớn này để cho nó phát triển ra tiếp. Rồi thì như vậy thì mình cho giá hễ vô y như hồi nãy là mình trồng cái cây kia thôi, thì hai chậu cũng như là trồng mới lại thôi, nhưng mà mình không có tách chiết, chỉ là như vậy thôi đó, cực kỳ là đơn giản. Đó, cho heo thôi. Nếu mà cái giá hễ mà cái cây lan của mình đang trồng trước đây á là nó là vỏ hông rồi, thì bây giờ mình bỏ than ở xung quanh ở ngoài cũng tốt lắm, nó không có giữ ẩm nhiều, nó hấp nước tốt, nó làm cho cây mình nó phát triển tốt đó. Mọi người nên chú ý cái phần này nè, cái phần này nè, mọi người nhìn mình trồng nè, cái cây lan là cái gốc nó phải ở trên nha, cái gốc nó phải ở trên, nó không được giá hễ không có lấp cái gốc cây lan được.
mọi người mà trồng mà mình lắp gốc nó quá đó là cái cây nó bị lắp gốc đó, cái mắt ngủ nó khó lên lắm, nó không hấp thụ ánh sáng, nó chậm phát triển. Thì mọi người, nhiều người cũng vì lý do đó mà trồng hoài mà cái cây nó không lên mầm á đó. Đây mình không lắp gốc, mình chỉ để giá thể nó bằng với bề mặt gốc thôi, để cho nó lộ cái phần mắt ngủ ra, để cho cái cây mình nó bò rễ tốt nè, rồi nó lên mầm nhanh đó, nó vậy đó mà nó lại đẹp. Đây để mình xong xuôi hết cái mình quay lại cho mọi người xem đó, thấy không, bây giờ mọi người nhìn nè, đó đẹp không. Đây để mình quay cái góc này mọi người xem nè, đó đây. Rồi bây giờ mọi người xem lại nha, đó đẹp không, sạch sẽ nè. Như vậy mọi người cảm thấy cây lắc quá thì mình sẽ dùng dây mình cột nha. Đó, nếu mà cây lắc quá mình dùng dây mình cột, còn cây mà nó chắc rồi thì thôi. Đó thì đây mọi người nhìn ha, đó rất là ok rồi. Thì mình thay một cái chậu như vậy là mình để lên mình chăm sóc tiếp thì cái cây mình nó phát triển chắc chắn sẽ là rất là đẹp. Nó sẽ ok hơn là khi mà mình để với một cái chậu cũ mà mọi người cảm thấy không hài lòng, thì nó sẽ có một cái nhà mới, nó rộng rãi hơn, giá thể mới thêm sạch sẽ hơn. Thì bắt đầu mọi người tưới cho nó khoảng độ 2 tuần 3 tuần thì cây nó bắt đầu bén rễ xuống, giá thể mới thì mình có thể tưới phân được. Đó như vậy là mọi người có thể tưới phân được nha, tầm 3 tuần đổ lên thì bắt đầu mình có thể tưới phân được. Còn mình mới trồng vậy mọi người cũng khoan nên tưới phân, nó sẽ không có tác dụng gì nhiều, để cho cây nó làm quen lại với môi trường mới, sau đó mình tưới phân giúp cho cây có dinh dưỡng là cây nó phát triển mạnh thôi. Đó đơn giản như vậy thôi nha. Thì mọi người cứ làm theo những gì mà mình hướng dẫn, mọi người sẽ tự cảm nhận được là mình hướng dẫn mọi người là đúng hay không đúng, lúc đó mọi người sẽ tự cảm nhận thôi. Nó rất là dễ chứ mình không có bắt mọi người là phải làm theo cách của mình, nhất định phải làm theo cách của mình, mình không nói. Mọi người cứ thử nghiệm làm theo và mọi người sẽ tự cảm nhận được là cây lan mọi người tốt hay không tốt nha. Ok thì sau video clip này nữa thì mình sẽ làm những video clip khác nữa, cho mọi người nhiều cái sự kiến thức mà để chăm sóc cây lan, hoặc là mọi người có thêm cái kinh nghiệm chăm sóc cây lan tốt hơn. Còn riêng mình thì mình hiểu biết về cây lan này do là mình trồng lâu thôi, chứ mình cũng không có phải là chuyên sâu gì lắm, nhưng mà mình thích nó quá cho nên là mình theo đuổi nó lâu rồi, thì mình có nhiều kinh nghiệm. Thì mình có kinh nghiệm thì mình hướng dẫn lại cho mọi người để mọi người có kinh nghiệm và mọi người đỡ phải tốn thời gian nhiều về cái việc là chăm sóc lan cán lan da nha. Thì video clip đến đây mình xin kết thúc nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để luôn luôn xem, luôn luôn ủng hộ kênh Cán Lan Da Việt Nam, thì mình rất là cảm ơn điều đó. Thì bây giờ mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Ok, bây giờ chiều cho nên là nó rất là nắng nóng. Ở cái khu vực mình bây giờ nó rất là nắng nóng, cho nên là mình cũng tranh thủ mình làm video clip nhanh để mình dọn dẹp, chứ không là thời tiết rất là nắng. Mặc dù ngồi ở đây mình hướng dẫn cho mọi người như vậy nhưng mà mồ hôi đổ rất là nhiều, nhưng mà mình sẽ luôn luôn cố gắng để mà làm nhiều video khác hay hơn để gửi lên góp vui cho tất cả mọi người ai yêu thích trồng lan cán lan da nha. Ok, bye bye, xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha.